Nhà hôm nay thì Kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái thông tin trước trận đấu, lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa BKM Bình Dương gặp câu lạc bộ Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 24 V-League năm 2022, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2022. Theo những cái thông tin mới nhất thì tất cả các trận đấu tại V-League năm 2022 sẽ được phát trực tiếp trên hệ thống của đài truyền hình Cáp Việt Nam. Chính vì vậy thì quý vị và các bạn có thể xem trực tiếp trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa trên kênh On Football. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể là đăng ký kênh Thải TV để đón nhận những cái kết quả cũng như là cái diễn biến của cái trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa nha quý vị. Và bây giờ thì Thải TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định cũng như là cái thông tin trước trận đấu về lịch sử đối đầu. Lịch sử đang nghiêng về Bình Dương với 2 chiến thắng trong 3 lần gặp nhau gần nhất, trong khi Thanh Hóa chỉ có được 1 chiến thắng và đang khao khát cân bằng cái thành tích của đối thủ. Về cái phong độ gần đây của cả hai đội thì về bên phía BKM Bình Dương thua 2 trận và họ hòa 3 trận, còn Thanh Hóa thì họ thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Về đội hình dự kiến trong chiều ngày hôm nay thì bên phía BKM Bình Dương dự kiến các cầu thủ ra sân như sau: Nidia, Trọng Huy, Vũ Đạt, Tuấn Cảnh, Văn Vũ, Hoàng Bảo, Minh Khoa, Edison, Smith, Tiến Linh. Còn thủ môn dự kiến đó chính là thủ môn Đức Cường. Bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa thì các cầu thủ dự kiến ra sân là Tiến Thành, Minh Tùng, Amit, Xuân Hùng, Tiến Dũng, Thành Long, Trọng Hùng, Thái Sơn, Ngọc Hà, Gustavo. Còn thủ môn dự kiến ra sân đó chính là thủ môn Thanh Diệp. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn thêm đó chính là những cái nhận định cũng như là dự đoán trước trận đấu này nha quý vị. Cả Bình Dương và Thanh Hóa đều đã trụ hạng thành công, tuy nhiên đội thắng trong cái cặp đấu này sẽ là có một cái cơ hội rất là lớn để áp sát cái top trên và hoàn thành cái mục tiêu của mùa giải. Cái sân vận động sẽ diễn ra trận đấu này đó chính là sân vận động Gò Đầu của Bình Dương. Và tiếp theo nữa thì Thái TV cũng xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái phân tích trước trận đấu. Thanh Hóa đang là đội được xem là chú ngựa ô của V-League năm 2022 khi kết thúc, và hiện tại bây giờ chỉ còn 3 vòng đấu để kết thúc thì Thanh Hóa đã chắc chắn trụ hạng, thậm chí họ còn hoàn thành mục tiêu tiếp đó chính là ở lại cái sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Từ vòng trước Thanh Hóa vẫn tỏ ra khó chịu và từng đã bại rất là nhiều đội mạnh. Ở vòng đấu trước khi họ đã trụ hạng, Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu, và ngạc nhiên là những gương mặt dự bị của họ như Thái Sơn, Ngọc Hà, Tiến Thành, Amis, Xuân Hùng đã chơi rất là ấn tượng trước đội bóng dẫn đầu đó chính là Hà Nội. Đó cũng là trận mà Hà Nội đã thi đấu khá bế tắc, thậm chí nếu may mắn hơn thì Thanh Hóa đã có chiến thắng thay vì rời sân chỉ với một điểm mà thôi. Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng không vì thế mà họ buông xuôi. Các trận đấu vừa qua thì huấn luyện viên Petrovic đã chính thức chia tay Thanh Hóa, nhưng thực tế thì sự thay đổi đó không xáo trộn đội bóng này bởi trợ lý của ông, đó chính là Steve Lack đã đứng ra dẫn dắt đội bóng này từ vòng 13 khi Petrovic về quê chữa bệnh. Trong khi đó, BKM Bình Dương vừa có biến động khi giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh và trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vừa chia tay đội bóng. Ở BKM Bình Dương, ông Chỉnh có tầm ảnh hưởng lớn về công tác chuyên môn, nên khi không còn nhà cầm quân này sẽ đem đến cái rủi ro cho đội chủ nhà. Lúc này thì BKM Bình Dương mới có được 25 điểm và chỉ hơn 6 điểm so với đội bếp bảng Sài Gòn FC, trong khi vòng đấu cũng còn 3 vòng nữa. BKM Bình Dương có chất lượng đội hình không vượt trội so với đối thủ, khi vừa có xáo trộn ở cabin huấn luyện thì chưa biết chừng họ sẽ lắm lưng trắng bụng trước các cầu thủ Thanh Hóa như quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thành tích của BKM Bình Dương với Thanh Hóa. Các trận gần nhất của BKM Bình Dương như sau: ngày 3 tháng 11 năm 2022 thì Sông Lam Nghệ An đã thắng BKM Bình Dương với tỷ số 3-0. Ngày 30 tháng 10 năm 2022 thì Bình Dương đã hòa Nam Định với tỷ số là 1 đều. Ngày 23 tháng 10 năm 2022 thì Bình Dương đã hòa với Hà Tĩnh với tỷ số là 2 đều.
Ngày 19 tháng 10 năm 2022 thì Hải Phòng đã thắng Bình Dương với tỷ số là 2-1. Ngày 15 tháng 10 năm 2022 thì Vietcombank Bình Dương đã hòa Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 0 đều. Và bây giờ là các trận gần nhất của Thanh Hóa như sau. Ngày 4 tháng 11 năm 2022 thì Thanh Hóa đã hòa Hà Nội với tỷ số là 1 đều. Ngày 28 tháng 10 năm 2022 thì Thanh Hóa đã thua Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Ngày 22 tháng 10 năm 2022 thì Nam Định đã thua Thanh Hóa với tỷ số là 0-1. Ngày 18 tháng 10 năm 2022 thì Đà Nẵng đã thắng Thanh Hóa với tỷ số là 1-0. Ngày 14 tháng 10 năm 2022 thì Thanh Hóa đã thua các cầu thủ Hải Phòng với tỷ số là 1-0. Và bây giờ thì là các trận đối đầu của cả hai đội như sau. Ngày 1 tháng 3 năm 2022 thì Thanh Hóa đã thua Bình Dương với tỷ số là 1-0. Ngày 16 tháng 1 năm 2021 thì Bình Dương đã thắng Thanh Hóa với tỷ số là 1-0. Ngày 18 tháng 7 năm 2022 thì Bình Dương đã thua Thanh Hóa với tỷ số là 1-0. Như quý vị, đó chính là những cái thành tích đối đầu cũng như là các trận gần nhất của cả hai đội. Nhìn chung thì cả hai đội đối đầu với nhau thì không có bàn thắng lớn, toàn là 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 rồi các đội thắng với nhau. Như quý vị, và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu ngày hôm nay của vòng 24. Ngày hôm qua thì đã cũng có một cái số trận đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì tiếp tục thêm 3 trận nữa ở vòng 24. Thì quý vị và các bạn đã biết rồi, vào lúc 17 giờ thì Bình Dương sẽ gặp Thanh Hóa, kênh On Football trực tiếp. Còn vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2022 thì Bình Định sẽ gặp Sông Lam Nghệ An. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News của Liên đoàn Cáp Việt Nam luôn. Và tiếp theo nữa là cái cuộc đối đầu giữa Hà Nội diễn ra vào Hà Nội gặp câu lạc bộ Viettel, hai đội bóng cùng chủ sân hàng đẩy, sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 9 tháng 11 năm 2022. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, NetSport, On Football. Cái trận đấu này là một cái trận đấu rất là hay vì Hà Nội đang còn là cái đội bóng rất là muốn chiến thắng để mà có được cái ngôi vô địch. Còn Viettel thì họ luôn luôn khao khát để mà lọt vào cái top, và hai cái câu lạc bộ này sở hữu cái chất lượng đội hình rất là tốt. Bên Viettel thì đáng chú ý là Hoàng Đức, còn bên Hà Nội thì đáng chú ý là Văn Quyết hay là Hùng Dũng, vân vân. Rất là nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, quý vị và các bạn có thể xem để mà coi các cầu thủ quốc gia Việt Nam của chúng ta thi đấu trên sân như thế nào hiện tại bây giờ nha, trước khi AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay vào tháng 12. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để cái đường phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một cái sản phẩm của Thái TV mới mang về. Đây là cái loa nghe nhạc Bluetooth KM7. Nó có cái kệ để mà để điện thoại hoặc giả là iPad luôn nè quý vị. Đó, rất là thuận tiện. Và cái loa này nó chỉ có 200 mấy thôi nhưng mà nó nghe nhạc rất là hay nha quý vị, nghe bass rất là chắc. Quý vị và các bạn hãy đặt hàng thì liên hệ với Thái TV 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đối với tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV nha. Và bây giờ xin trân trọng chào.